Xin kính chào quý bạn và các vị. Chào mừng các vị và quý bạn đã đến với video hôm nay của mình. Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nói đó là những sự thay đổi của Windows 10 so với Windows Phone 8.1 có trên các thiết bị di động. Như các bạn đã biết là Windows 10 là một cái sự nhảy vọt. Thay vì nâng cấp từ 8 lên 9 thì nhà sản xuất Microsoft quyết định đưa lên luôn con số 10. Hãy làm quen với giao diện màn hình chính. Các bạn đã thấy rằng hai bên đều có những cái ô lifestyle rất là lớn. Tuy nhiên lần này trên Windows 10 chúng ta có thể tùy biến được nhiều hơn. Thay vì một cái màn đen kịt giống như trên Windows Phone 8.1, chúng ta có thể tùy biến được hình nền, chúng ta có thể chỉnh được độ trong suốt. Hình nền có thể tràn vào các ô hoặc hình nền chỉ để làm ở bên dưới cũng được. Màn hình chính đem lại cái cách cá nhân hóa, thể hiện được cái cá tính của mỗi người nhiều hơn. Mà chắc chắn cái mình yêu thích nhất phải là khu vực thành thông báo trạng thái. Khu vực thông báo trạng thái thì ngày xưa tối đa chỉ lên tới 8 phím tắt dành cho các thiết bị màn hình lớn. Tuy nhiên lần này chúng ta có thể mở rộng lên tới 16 phím tắt. Như vậy người dùng có thể chủ động hơn trong cái việc bật tắt các công cụ như là dữ liệu mạng này, ta truy cập vào phần wifi, setting vân vân. Tất cả mọi thứ có thể làm được trên khu vực thông báo này mà thay vì phải vào tận phần cài đặt. Và khi vào phần bên trong các bạn cũng thấy rằng bên tay trái, hệ thống cài đặt trên cái chiếc Windows Phone 8.1 tỏ ra rất là rối rắm. Tất cả các phần menu cài đặt sẽ được đưa đầy ra bên này và chúng ta sẽ rất khó khăn trong việc tìm kiếm những phần cài đặt nhanh của mình. Nó lại còn có phần hệ thống và phần ứng dụng. Nhìn vào thôi đã thấy hoa mắt rồi, nhưng riêng với Windows 10, thứ nhất là Microsoft đã đưa vào những biểu tượng icon. Icon bao giờ hình ảnh sẽ dễ dàng nhận ra nhất như là phần System, Device, Network, tất cả đều có những cái icon rất là đáng yêu và dễ dàng nhìn ra. Và ngoài ra Microsoft còn phân ra theo các mục, ví dụ như phần Network có thể truy cập vào đây bật tắt được dữ liệu mạng, Wi-Fi, chế độ máy bay. Trong khi đó trước đây những chế độ Wi-Fi, dữ liệu mạng, máy bay này đều đặt ở bên ngoài và khiến ta rất khó tìm kiếm. Còn trong trường hợp các bạn muốn tìm nhanh bất kỳ phần cài đặt nào, chỉ cần gõ vào phần File Setting, lập tức ở trên này có thể tìm kiếm nhanh những cái mục cài đặt trong máy mà chúng ta không cần phải đi vào tìm từng cái một, rất là thông minh và tiện lợi. Ngoài phần setting này ra, chúng ta sẽ có những cái mới, ví dụ như là phần cuộc gọi. Các bạn sẽ thấy là giao diện điện thoại bên tay trái cũng sử dụng các cái phông chữ rất là lớn, thành ra đôi khi nó bị mất mà chúng ta không thể xem hết được. Trong khi đó bên tay phải với Windows 10, chúng ta sẽ có các icon chia ra các mục như History, lịch sử cuộc gọi, gọi nhanh hay là phần bàn phím gọi. Ngoài ra ở phần bàn phím gọi này, Microsoft đã bổ sung thêm tính năng có thể gõ số nhanh, chúng ta có thể hiển thị ra các tên trong danh bạ. Ví dụ như mình chỉ muốn gõ một tên ai đó, mình chỉ cần gõ số nhất định, lập tức sẽ hiển thị ra cả tên và số có cùng ký tự này. Trong khi đó với Windows Phone 8.1, tính năng này hoàn toàn không xuất hiện và chúng ta phải tìm kiếm trong danh bạ thủ công. Cũng như giao diện tin nhắn trên Windows 10 với biểu tượng danh bạ sẽ đi kèm luôn. Ví dụ như là nếu các bạn vô tình đặt hai tên người giống hệt nhau, nhưng với sự phân biệt bằng hình ảnh này chúng ta thể biết được là ai để chính xác hơn cho việc nhắn tin của chúng ta. Giao diện tin nhắn trên Windows 10 cũng tỏ ra đẹp hơn và dễ nhìn hơn. Album ảnh là một trong những cái mà mình sử dụng thường xuyên. Đơn giản là các thiết bị Lumia luôn luôn có camera vô cùng xuất sắc. Và trên Windows 10 giao diện album ảnh được làm lại. Các bạn hãy nhìn ở đây, giao diện album ảnh ở bên tay trái, tên thư mục cũng hoàn toàn bị mất đi. Ví dụ dòng chữ yêu thích cũng chưa hiển thị được hết, hay là kéo sang tất cả các ảnh cũng bị mất đi do cái phông chữ hiển thị trước đây rất là khó nhìn. Như lần này trên Windows 10 chúng ta có thể kéo ra mục collection này, album, thậm chí là view ảnh theo folder, folder trên OneDrive hoặc folder ảnh ở trong máy. Chúng ta có thể xem được cả trực tuyến hoặc là offline tùy theo nhu cầu của mình. Và các hình ảnh được phân biệt ra rất là dễ nhìn, không hề khó khăn một chút nào. Ngoài ra chúng ta có các công cụ như là có thể đăng nhập tài khoản này, có thể chia sẻ online vân vân, tiện lợi hơn nhiều so với album ảnh trước đây có mặt trên Windows Phone 8.1. Cuối cùng không thể không nhắc tới đó là kho ứng dụng Store. Store trên Windows 10 đã được thiết kế giống như là trên PC. Vì thế chúng ta có một cái giao diện trực quan, dễ nhìn và đặc biệt là các ứng dụng được phân phối ra từng bộ sưu tập khác nhau. Kể cả người dùng mới chuyển sang Windows 10 cũng có thể tìm kiếm được tất cả các game, ứng dụng mình yêu thích và theo đúng sở thích của mình. Vừa rồi là mình đã chia sẻ với các bạn những cái sự thay đổi của Windows Phone 8.1 lên Windows 10. Và mình đã từng trải nghiệm và sử dụng cả hai bên và thẳng thắn mà nói rằng Windows 10 là một cái cuộc cách mạng làm lại chúng ta như một hệ điều hành hoàn toàn mới, thông minh hơn, tiện lợi hơn, dễ sử dụng và đem lại chúng ta những cái hứng thú trải nghiệm mới mẻ. Các bạn có thể biết đừng quên like, share với bạn bè. Hôm sau mình sẽ có thêm nhiều video chia sẻ về Windows 10. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.